hẳn nhìn qua tiêu đề anh em đã biết được chủ đề của video lần này rồi phải không? Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi thì Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ tới. Anh em đã lựa chọn được người bạn đồng hành đón năm mới cùng mình hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng Xuân Hiền khám phá top 5 chiếc đồng hồ Ozivan dinh tài lộc đón vượng khí mừng Tết Quý Mão 2023. Ozivan là một thương hiệu Thụy Sĩ quá quen thuộc với các tín đồ đồng hồ Việt Nam rồi, và chúng ta hãy cùng đến với mẫu đồng hồ đầu tiên ngay sau đây nhé. Mẫu đồng hồ đầu tiên là chiếc Ozivan chuột vàng kim tiền, phúc lộc tràn trề, tiền tài rủng rỉnh. Được coi là một bảo vật phong thủy có ý nghĩa tiền tài, vượng phát, cỗ máy Ozivan OG35851AGRGL liên tục làm mưa làm gió thị trường đồng hồ từ đầu năm 2021 đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Điểm nhấn trên mặt số là hình ảnh chú chuột vàng ngồi trên những đồng tiền vàng. Xung quanh là những bông lúa chín chĩu nặng, hàm ý mang tới sự thịnh vượng, trù phú. Hình ảnh chú chuột là loài vật tuy nhỏ bé nhưng lại đứng đầu trong bộ 12 con giáp và có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc, ngụ ý tiền để ra tiền. Ngoài ra, trong âm dương ngũ hành, chuột thuộc hành thủy, vì vậy sở hữu Ozivan chuột vàng kim tiền sẽ mang đến cho dân kinh doanh tài lộc dồi dào, tiền tài gia tăng, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió. Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cỗ máy này còn thể hiện trọn vẹn tài hoa của bậc thầy chế tác nhà Ozivan qua thiết kế skeleton kết hợp case back xuyên thấu, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp mạnh mẽ, lộng lẫy của bộ máy cơ chuẩn Swiss Made bên trong. Song hành cùng bộ khung thép mạ vàng BVD tinh tế, cùng bộ cọc số gồm 11 viên kim cương xa xỉ, hòa quyện cùng vẻ đẹp với bộ kim sắc bén ở trung tâm. Với số lượng chỉ 699 phiên bản giới hạn, dễ hiểu vì sao cỗ máy trị giá 27.520.000 đồng này luôn có sức hút mãnh liệt với đấng mày râu. Tiếp theo là cỗ máy Ozivan Bát Mã Truy Phong, biểu tượng của sức mạnh, phát tài, phát lộc, mang lại đại cát đại lợi cho người kinh doanh buôn bán. Ví như một kiệt tác nghệ thuật, cỗ máy đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp sống động của bức tranh bát mã mạ vàng lộng lẫy đang trong tư thế phi nước đại chạy về cùng một hướng trên cổ tay quý ông. Ngoài đại diện cho sự kiên trì, bền bỉ, sức khỏe phi thường, ví như người đàn ông kiên định, có lập trường vững vàng, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đã đề ra, cỗ máy còn mang hàm ý mã đáo thành công, có khả năng mang lại đại cát, đại lợi cho chủ nhân. Một chiếc bùa hộ mệnh trợ giúp quý ông thuận lợi thăng tiến, vươn lên những vị trí cao hơn trong công việc hay việc kinh doanh, buôn bán suôn sẻ, tiền tài phú quý thịnh vượng. Ozivan Bát Mã Truy Phong được cánh mày râu săn đón không chỉ bởi ý nghĩa phong thủy mà còn sở hữu diện mạo hội tụ ba yếu tố chất, sang, độc, mang đậm vẻ đẹp của văn hóa Á Đông với sự phức tạp, tinh xảo của thiết kế skeleton đến từ thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ xa xôi, nêu bật khí chất của người đeo. Với mức giá 34.100.000 đồng, ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của cỗ máy này đây? Đứng ở vị trí số 3 trong series lần này là cỗ máy Ozivan mang mã hiệu OG358652AGRGL, hòa quyện vẻ đẹp cơ khí phương Tây với nét văn hóa phương Đông ngàn đời. Lấy cảm hứng từ hình tượng rồng vàng đứng đầu trong tứ linh theo quan niệm tâm linh xưa và cũng là biểu tượng của hoàng đế, của người quân tử, cỗ máy lưỡng long trầu nguyệt này hội tụ năng lượng đất trời, mang lại may mắn, tài lộc cho người đeo. Qua đôi bàn tay của nghệ nhân nhà Ozivan, hình tượng lưỡng long quây quần thưởng trăng đặt tại trung tâm mặt số thu hút từ đường nét sắc sảo đến bề mặt mạ vàng cực kỳ chân thực và có hồn. Kết hợp với thiết kế skeleton táo bạo, hình ảnh hai con rồng châu nguyệt là viên chân kính tím vừa có ý nghĩa phong thủy vừa khẳng định tuyệt tác cơ khí của Ozivan đến hoàng đế cũng phải ngước nhìn say đắm. Để tăng thêm phần thu hút cho mặt số, thay vì sử dụng cọc số đơn giản, nghệ nhân nhà Ozivan hào phóng thay thế bằng 11 viên kim cương lấp lánh, khiến cỗ máy trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Diện mạo ấn tượng cùng bộ máy bền bỉ Ozivan Lưỡng Long Trầu Nguyệt là một trong những kiệt tác skeleton thời thượng mọi tín đồ đồng hồ đều khao khát có được. Cũng là một cỗ máy phong thủy được nhiều người yêu thích suốt một năm vừa qua, Ozivan Mãnh Hổ Thực Sơn là cái tên không thể thiếu trong top 5 lần này. Người xưa có câu tả thanh long, hữu bạch hổ để chỉ hai cục thế bên cạnh huyệt đạo. Hổ được coi là con vật linh thiêng thứ hai sau rồng. Vì vậy, hổ được giới doanh nhân chọn là báu vật phong thủy không kém gì rồng vàng. Không chỉ miêu tả hình tượng mãnh hổ trong tư thế đang leo núi vãn cảnh đầy mạnh mẽ và uy phong, vừa thể hiện sự đi lên,
không bao giờ lùi bước. Cỗ máy anh em đang chiêm ngưỡng còn thỏa mãn mọi yêu cầu của người dùng hiện nay về thẩm mỹ lẫn chất lượng hoàn hảo. Khoác trên mình lớp vỏ mạ vàng sang trọng, cộng hưởng cùng vành bezel xoắn thừng, núm quả quýt vương giả, tuyệt tác như một món trang sức đắt đỏ toát lên thần thái, khí chất của một doanh nhân thành đạt. Kết hợp với dây đeo vân da cá sấu tự nhiên màu nâu, mang đậm phong cách cổ điển, hòa quyện với sắc vàng gold quý tộc, ví như một món phụ kiện xa hoa của các bậc vua chúa giới thượng lưu xưa. Chắc chắn, việc bỏ ra 28.280.000 đồng để sở hữu kiệt tác Ozivan, mãnh hổ thượng sơn, phong thủy đẳng cấp đón năm mới là một khoản đầu tư thông thái. Đứng ở vị trí cuối cùng trong series lần này là tuyệt tác phong thủy Ozivan châu vàng phú quý, cỗ máy limited đẳng cấp, biểu tượng cát tường, tạo vận may, giữ của cải. Được biết đến là linh vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong phong thủy, kim ngưu hay châu vàng là biểu tượng cho sự cát tường, trấn yểm hung tinh, xoay chuyển thời vận, biến hung thành cát. Cỗ máy mà anh em đang chiêm ngưỡng trong thuyết ngũ hành thuộc hành thổ nên phù hợp với tất cả các mệnh, tuy nhiên hợp nhất vẫn là hỏa và kim. Với người mệnh hỏa, Ozivan châu vàng phú quý có khả năng mang đến vận may, nguồn năng lượng vô song cùng tài lộc dồi dào. Kèm theo đó là làm dịu đi khí nóng, giúp người mệnh hỏa bình tĩnh, sáng suốt hơn trước mọi chuyện. Đặc biệt, toàn thân của linh vật được phủ lớp ánh sáng màu thổ kim có khả năng khiến sự nghiệp của chủ nhân ngày càng thăng hoa, kinh doanh phát đạt. Ngoài ý nghĩa như tấm bùa hộ mệnh cầu tài lộc, cỗ máy này còn thể hiện trọn vẹn tài hoa chế tác của nghệ nhân Thụy Sĩ qua thiết kế skeleton đẳng cấp, phô diễn trọn vẹn chuyển động cơ khí. Để tăng thêm độ nhận diện của cỗ máy trên cổ tay quý ông, nhà sản xuất sử dụng 11 viên kim cương được bao viền, đính tại các vị trí cọc số, vừa khẳng định giá trị, vừa mang tính thẩm mỹ cao. Kèm về đó là bộ kim xanh navy, vòng bezel xoắn thừng mạ vàng sang trọng và dây da cá sấu bền bỉ quen thuộc của dòng đồng hồ cao cấp nhà Ozivan, được chế tác một cách tỉ mỉ, tạo nên một diện mạo hoàn hảo, đẳng cấp. Ngoài ý nghĩa tâm linh, cỗ máy này thường được giới doanh nhân săn đón vì sở hữu số lượng cực giới hạn, chỉ 699 chiếc trên toàn thế giới, một con số mang ý nghĩa lộc trường cửu, số 6 là lộc, 99 là trường cửu. Khi kết hợp lại sẽ thể hiện vị thế và đẳng cấp của chủ nhân khiến người khác nể phục. Trong tầm giá chưa đến 28 triệu, Tết này mà diện chân dài Ozivan châu vàng phú quý đi chơi Tết cứ phải gọi là vừa chất vừa ngầu đấy anh em ạ. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã đi qua top 5 chiếc đồng hồ tài lộc đón Tết Quý Mão năm 2023 tại Xwatch. Và anh em có muốn review về bất kỳ sản phẩm nào không? Nếu có thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. Đừng quên follow X Channel để cập nhật những thông tin bổ ích về thế giới đồng hồ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xwatch, số 1 bảo hành hậu mãi.